Xin chào các bạn, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bạn bộ con quay vô cực. Cái này mình mua ở tiệm bán chiến xa thần thú. Mình không biết nó là hiệu gì nhưng mà thôi mặc kệ đi. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ đồ chơi con quay vô cực. Hôm nay em sẽ cho các bạn coi nó quay như thế nào. Gắn cái này vô, sau đó buộc sợi dây vào. Quay rất lâu nha các bạn, và nó cũng rất là xịn nữa. Các bạn thấy không, nó có cái hình nó có thể đấu quay được nữa nè. Ở đây nó có nó có mấy cái lưỡi chém nè. Mình ví dụ mình có được cái con quay lửa thì mình đã đấu được rồi thôi, nhưng mà mẹ mình không có đủ tiền. Sẽ giới thiệu cho các bạn cái nữa. Mà nó đang ốm mơ. Con trơn đây là ốm mà mày. Sao đó? Mà không biết hả? Mà không biết hả mày? Bây giờ sẽ là cái màn mà mình gắn cái này nè. Gắn cái móc này nè. Gắn cái móc này vô nè. Về sinh ba đi mẹ hết tiền. Cái biểu nó mắc quá anh chị. Thôi chứ không có thì sao? Có về sinh ba đi. Ở mẹ làm gì rồi? Ở trời ơi, trứng vịt á đổ bể bây giờ. Nè. Sao đó? Anh hai đang quay clip cho các bạn mà. Không. Đừng có muốn. Bên không muốn thì kệ bên. Nè các cậu. Nè các bạn. Các bạn ở trên mạng. Trên mạng á, các cậu hãy xem, hãy xem mình chơi như thế nào. Các bạn đã thấy mình ở trong video đó, mình đã chơi mấy con chiến xa thần thú. Đúng rồi, mẹ bạn đã thấy mình rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quay cái này để mong các bạn biết. Mẹ đúng không Trân? Nhưng chỉ có một điểm. Mẹ đúng không Trân? Trứng nó chín sống mà sao ăn? Trứng nó chín sống mà sao mà ăn? Chưa chín sống gì ăn? Nếu như các cậu mà... Nếu như các không bạn... Có bụng không? Nếu như đâu. Các bạn mà... Đó đi mà, mà ở trong... Mà coi mình ở trong... Ở trong clip của mình á. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của mình nha. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái video khác. Tạm biệt và hẹn gặp lại.